sang trên vườn nào đúng không? Ờ, cái pier ấy. Từ San Gua này lên trên đó khoảng bao nhiêu xa em nhỉ? Tên là gì nhỉ? Khách sạn Pier. Pier? Ờ. Sao lạ nhỉ? Cạnh cái nhà hàng cái gì Tiên Long ấy. À rồi. Cạnh ngay cạnh Tiên Long ấy. Rồi. Từ đây lên đấy khoảng bao xa nhỉ? Đoạn đấy. Ừ, đoạn thôi nhưng mà em à, theo em lái xe nhiều đấy, cung đoạn cung đường gì? Ừ. Khoảng tầm 500m. 500m hả? Vâng. Đây là vườn đào, đường vườn đào. Đây là đường vườn đào. Ừ. Tức là như này này để khách khi mà rồi anh chỉ cần nói sơ qua là em đã hình dung ra anh làm ấy rồi. Người ta xem người ta hình dung ra là khoảng cách như nào. Mình muốn thực tế. Khoảng cách từ khách sạn đó xuống dưới công xuống viên trung Sơn tâm, Gua. Đúng xuống rồi, trung tâm Sơn đúng Gua, rồi. Anh cứ nói đúng trung tâm Sơn Gua cái đúng là rồi. Khoảng tầm 500m. Ờ. Đi bộ. Đi bộ. Taxi thì gần quá. Em chuyên chở cái này cho bà chị và anh làm quảng cáo cho mấy cái khách sạn, mấy nhà hàng ở đây mà. Không, anh không làm quảng cáo mà anh làm cho chính công ty của anh. À vâng. Kia là nhà hàng Tiên Long kia. Đấy, nhà hàng Tiên Long đấy. Bia nó nằm đâu gần chỗ này đúng không? Đối diện. Đây, đây này, đây này, đây gì? Đây là 76 anh Đào ấy. Ừ, đây bia đây gì, sạch lét lẹt lẹt cái gì. À, cái này thì em lạ gì. Ừ, đấy anh đến. Nhưng cái này anh đọc cái tên là nó em nghe nó lạ, anh nhớ. Bây giờ em chờ anh vài phút nhá. Vâng. Em xin giới thiệu bên anh, đây là khách sạn Pit đạt tiêu chuẩn 4 sao quốc tế. Hôm nay rất vui mừng được chào đón anh đến khảo sát. Mình đọc là Pit hay là Pit đây? Pit. Pit. Vâng. Ok, ok. Tên tiếng Việt là Hòa Bình anh nhé. À, Hòa Bình. Ok. Em, anh ok. Mình đây tổng có bao nhiêu phòng em? Bên em tổng số có 140 phòng, à. Gồm 21 tầng, trong đó có 20 tầng nổi và 1 tầng hầm. À. Hôm nay là thứ 6 cho full hết nhỉ? Hôm nay bên em full phòng cuối tuần. Nói chung là mùa này thì đầu tuần giống như cuối tuần là đều full phòng. Mời anh chị. Ơ, xin lỗi. Thường thì mùa hè này mình có đặt trước khoảng bao lâu với những cái đoàn nào đăng ký khoảng 4-5 phòng trở lên? Ừ, nói tóm lại là đoàn từ 4-5 phòng trở lên vào giai đoạn cuối tuần thì có thể tầm nửa tháng đến 1 tháng. Mình ra đây à? Đây là 1-2 tuần. 1-2 tuần. Còn giai đoạn đầu tuần thì cũng có những khách đoàn đông ấy, là có thể đặt trước từ 1-2 tháng rồi anh ạ. Ví dụ thời điểm này bên em đã full phòng của tháng 7 từ giữa tháng 6. Tất cả các giai đoạn cuối tuần chỉ còn một chút gọi là quỹ dự phòng thôi anh ạ. Nên em có 20 tầng nổi và 1 tầng hầm, trong đó từ tầng 1 đến tầng 5 là tầng khối đế gồm tầng dịch vụ. Tầng 1 là lễ tân, tầng 2 nhà hàng, tầng 3 là phòng họp, tầng 4 là sauna massage sông hơi, tầng 5 là bể bơi. Đi, mình ra đây hả? Vâng. Từ tầng 6 đến tầng 18 là phòng nghỉ. Đây là hạng phòng gì đây? Em mời anh xem phòng thấp nhất bên em là hạng deluxe. Đây là thấp nhất đấy. Vâng, đây hạng deluxe. Phòng deluxe bên em là diện tích nhỏ nhất là 38m2. Tất cả các phòng đều cửa cục sổ thông kính. Wow, vâng. Đây là view núi, ở view của biển luôn này. Anh ơi, phòng ghé view biển ạ. Vẫn có ghé view biển. Phòng bên em, tất cả các phòng twin đều trang bị là 2 giường tiêu chuẩn 1m2. Và đầy đủ nội thất theo tiêu chuẩn 4 sao quốc tế. Và với không gian này thì khách rất là ưng ý vì phòng rộng, thoáng và các yêu cầu. Đây là hạng phòng thấp nhất của... Đây là hạng phòng thấp nhất của khách sạn. Anh vẫn chưa đánh vần được cái từ của em là Peace. Vâng, okay. Hòa Bình. Okay. Mình gọi tiếng Việt Hòa Bình đi anh. Okay, okay. Anh ơi, hạng đi lắp tuyên của bên em là phòng 2 giường mét 2 và bồn tắm đứng. Vâng. Anh ơi, đây em mời anh. Tức là bồn tắm đứng thì xịn hơn là... Bồn tắm nằm thì khách nha. Cũng tùy từng khách, có những khách thì thích trải nghiệm là bồn tắm nằm, nhưng có những khách thì lại thích bồn tắm đứng hơn. Như này gọi là bồn tắm đứng. Vâng. Okay. Em cứ có cái gì khoe hết ra đây giúp anh. Vâng. Mình không nói quá gì cả, có sao nói vậy. Mỗi tầng khách sạn bên em có 10 đến 11 phòng tùy theo tầng. Chiếu nghỉ của bên em rất là rộng, cầu thang thoát hiểm bố trí hai đầu, một phía bên tay trái, một phía bên tay phải. Em mời anh xem hạng phòng farm của bên em. Số lượng farm của bên em thì không có nhiều. Tuy nhiên là
có một số lượng nho nhỏ để đáp ứng những cái nhu cầu của khách nghỉ tiêu chí gia đình hai vợ chồng và hai con. Đây, em mời anh ạ. Hạng farm thì cũng không, cũng là phòng deluxe kia, nhưng tuy nhiên là có hai giường to 1m8, rất là phù hợp cho gia đình hai người lớn, hai vợ chồng và hai con lớn ạ. Cái này cũng chắc là cũng view núi và ghé biển nhỉ? Vâng. Thế là đẹp rồi. Tiêu chí chung là view ghé biển. Cũng tương tự như cái kia. Vâng. Phòng thì bố trí kết cấu cơ bản là giống nhau, tuy nhiên là chỉ khác nhau là hai giường 1m8 nhé. Cơ cấu giường. Dạ vâng. Cơ cấu giường, còn nhà tắm và các trang thiết bị trong phòng thì không có gì thay đổi. Em mời anh xem một hàng phòng cao hơn một chút đấy, là hàng premium. Như bọn em làm này tiếng Anh nổ chắc là bà bà ấy nhỉ. Anh ạ. Gặp khách quốc tế bọn em vẫn phải tư vấn được chứ đúng không? Dạ vâng ạ. Giới thiệu với anh, đây là hạng phòng Premier. Premier bên em phòng diện tích từ 42 đến 48 mét vuông. View biển và bồn tắm nằm. Ở phòng Pre này thì có thể ngắm luôn được cả tàu quốc tế săn. Kia cảng săn kia đúng không? Vâng. Từ khách sạn Pip đi ra săn khoảng 1,5 km. Ví dụ như cái này mùa cao điểm nhá, tháng 6, tháng 7 thì giá phòng này đầu tuần là bao nhiêu, cuối tuần bao nhiêu? Bán cho khách lẻ ấy. Bán cho khách lẻ giá niêm yết public bên em là 2,2 triệu. Cũng đâu cao lắm đâu nhỉ? Dạ vâng, phù hợp. Cũng phù hợp thôi mà. Dùng cho 2 người lớn và 1 trẻ em. 2,2 triệu là đầu tuần hả? Giá niêm yết thì không phân biệt đầu tuần, không phân biệt cao điểm, thấp điểm. Quanh năm là giá đấy. Vì với các khách sạn tiêu chí cao thì không phân biệt mùa và cũng không phân biệt đầu tuần cuối tuần. Vâng. Cái này là có quy chuẩn của Tổng cục Du lịch hay là do mỗi bên đặt ra? Cấp sao của bên em là được Tổng cục Du lịch công nhận. Bên mình là 4 sao quốc tế hay là 4 sao địa phương? 4 sao quốc tế vì được Biển Đồng Tổng cục Du lịch cấp. Okay. Còn các bạn ấy mà giới thiệu với anh 4 sao nhưng mà không nhìn sao nào đâu ấy. Đấy là 4 sao địa phương anh ạ. Anh hiểu. Vâng, anh ơi, đây các hàng phòng double bên em là giường 1m8 nhân 2m. Với hàng Premier thì tất cả là view biển và bồn tắm nằm. Em có thể chi tiết để khách okay. theo dõi. Okay. Mời anh. Thăm phòng tắm nằm đúng không? Vâng. Tức là mình hiểu nôm na là bồn tắm. Vâng, bồn tắm nằm ạ. Và anh cảm thấy cái phòng này nó rộng hơn những phòng kia đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Hạng deluxe thì 38m², còn hạng premier thì từ 42 đến 48m tùy từng phòng. Đây là phòng 42m anh ạ. Còn phòng 48m thì rộng hơn Em mời anh xuống tầng 5. Bên em là bể bơi bố trí tại tầng 5 và là bể bơi ở trong nhà. Nên khách rất là tiện sử dụng, trời nắng, trời mưa hay là giữa trưa hè các bé cũng có thể đi bơi được. Tại thời điểm này bên em cũng được mệnh danh là một trong những khách sạn 4 sao có bể bơi rộng nhất Hạ Long đấy. 4 sao nhá, so với các khách sạn 4 sao thôi ạ. Rộng bao nhiêu em, diện tích như nào? Cả một tầng 5 đấy chỉ làm bể bơi miễn phí cho khách ạ. Dạ. Còn cụ thể thì em... Tức là cả cái tầng 5? Vâng, cả tầng 5 đấy chỉ làm bể bơi phục vụ khách thôi, không làm dịch vụ khác. Chồng em có làm trong ngành du lịch không? Ông xã em có. Ông xã em chuyên về khách Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam. Khách Trung Quốc bây giờ đến Hạ Long nhiều không em? Tương đối anh ạ. Nhưng mùa hè không thể mùa khách Trung Quốc. Trung Quốc vào mùa từ tháng 9 cho đến tháng 4 năm sau. Nói chung là inbound thì từ tháng 9 đến tháng 4. Tháng 9 đến tháng 4. Tức là họ không có nhu cầu tắm biển. Dạ vâng. Người ta đi thăm vịnh. Anh cứ vào đi. Anh còn người không? Tôi xuống, tôi ngồi. Khách inbound thì đến Hạ Long đa phần là đi thăm vịnh Hạ Long. Còn lại là, và hơn hết là khách inbound là người ta nghỉ đông chứ không nghỉ hè như Việt Nam. Nên là mùa người ta cũng sẽ trái mùa với Việt Nam. Mà Tây cũng thế nhỉ? Châu Âu và Trung Quốc. Đây bể bơi. Đây là bể trẻ con à? Vâng, bên em có hai bể, một bể trẻ em độ sâu là 0,6m và bên này là bể người lớn là 1,3m. Bể bơi bên em rất là rộng và trên khu vực bể bơi này còn có nhà vệ sinh và tắm trắng trong khu vực. Là khép kín luôn. Dạ vâng. Bên em là bể trong nhà như em đã giới thiệu đấy, thì rất là tiện cho khách trời nắng hay trời mưa đều
được. Đặc biệt là bên em sử dụng cái bộ lọc bằng muối, cho nên là rất là an toàn cho xe. Bây giờ mình đi những đâu nữa em? Em mời em xuống tầng 2 cho nó sẽ nhé, bởi vì tầng 3 thì bên em Tức là tầng 3 là tiệc gala. Vâng, tiệc gala nhưng mà kệ, có sao mình dùng vậy không sao đâu. Vâng. Anh lướt qua để thực sự là để khách của anh, vì anh làm khách hội nghị nhiều mà. Vâng. Khách doanh nghiệp của anh nhiều. Bên em tháng 3 năm nay vừa tổ chức xong cái đoàn hội nghị quốc tế ASEAN. Đến rồi đấy. Vâng. Hội nghị quốc tế ASEAN hả? Vâng, hội nghị các nước ASEAN thư ký ASEAN. Sau cái đoàn hội nghị đấy ấy, thì tạo được tiếng vang rất là lớn đối với thị trường ASEAN, và sau đấy có một vài chương trình hội nghị cũng muốn đặt tại bên em, nhưng do khách hàng chốt cái thời gian muộn quá nên là bên em không sắp xếp được. Đây là phòng tiệc gala của bên em. Chứa cùng lúc được bao nhiêu em? Bên em phòng tiệc được 180 khách. Hôm qua có đoàn 60 khách tiệc lên, các bạn ấy chưa kịp xếp. Thôi không cần, thế này là đủ hình dung rồi. Đây có cả màn LED này. Vâng, hệ thống bên em gồm màn LED âm thanh ánh sáng máy chiếu đầy đủ. Hệ thống đèn đèn chiếu. Sân khấu rộng chứ nhỉ? Vâng. Màn LED là cao 2m4, rộng 5,8. Cũng to. Vâng. Được, kiểu gì anh sẽ có gala ở đây. Dạ. Mình lên tầng 4 là phòng tập gym này, sau lên xuống tầng 2 là mình nhà hàng ăn sáng buffet và ăn chín. Hay là thôi gym đi. Cho anh xuống ăn sáng buffet đi. Các khách sạn 4 sao tiêu chuẩn thì phòng tập gym là bắt buộc phải có. Những khách của anh thì thường không quan tâm đến gym nhỉ? Anh khách doanh nghiệp của chính là anh quan tâm đến phòng này, đến cái gala này. Đấy là hai cái cơ bản. Dạ vâng. Ê, thằng máy xuống mà. Chị xuống ạ. Vâng, đây cô ơi, xuống đây. Sang bên này ạ. Chị cứ vào đi. Chưa thấy chưa ơi. Các bạn cầm thẻ chưa? Cô cầm, cô trả thẻ, anh đưa lại phòng trả thẻ. Bây giờ là mình xuống tầng 2 đúng không? Xuống tầng 2, các cô xuống tầng 1. Mình có tất cả mấy thang máy ấy? Bên em là có 2 thang máy phục vụ khách và 1 thang máy của nhân viên. 2 thang bộ. Thang máy quan trọng lắm. Thang máy bên em lòng khoang rất là rộng và đi nhanh. Đây mình ra đây. Tầng 1 mà. Đây mới là tầng 2 của. Giới thiệu với em, đây là không gian nhà hàng tầng 2 của khách sạn. Nhà hàng tầng 2 của bên em gồm có ăn sáng buffet và ăn chính nhá. Anh ơi, đây là quầy live. Chỉ ăn sáng ạ. Ok. Điểm ăn tại khách sạn là bên em chỉ nhận một lượt khách trên một bữa, chứ không như ngoài nhà hàng là sẽ nhận nhiều lượt và chia theo khung giờ. Một lượt trên một gì em? Một bữa. Có nghĩa ví dụ như nhà hàng này bên em là đạt 300 chỗ thì chỉ được 300 khách một bữa thôi. Nhưng như ở ngoài nhà hàng thì 300 chỗ này người ta sẽ chia theo khung giờ, 11 giờ ăn một khung giờ và 12 giờ lại đón người khách. Anh hiểu rồi, tức là để đảm bảo mình phục vụ tốt nhất có thể, đúng không? Đảm bảo phục vụ tốt nhất và bày trí trang trọng và sạch đẹp. Ok, anh hiểu. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã vừa cùng Easy Tour check-in một khách sạn 4 sao có tên là Peace tại Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và như quý anh chị đã thấy thì đây là khách sạn 4 sao tiêu chuẩn quốc tế, có gắn biển đồng và nó cũng chỉ cách nhà ga San Hua, tức là cách phố đi bộ chỉ chừng 500m. Quan điểm của Easy Tour là có sao thì nói vậy, có sao thì chia sẻ thật làm vậy. Và chúng tôi luôn luôn cam kết khi anh chị book phòng qua Easy Tour thì sẽ luôn nhận được mức giá ưu đãi, tức là mức giá thấp hơn so với khi anh chị liên hệ trực tiếp với khách sạn để đặt phòng. Peace nói riêng và bất kỳ khách sạn nào từ đủ 3 sao chuẩn trở lên nói chung thì khi book phòng qua Easy Tour, anh chị luôn luôn nhận được giá tốt như vậy. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.